tủ đen. Và một âm thanh đấy à? Ôi trời ơi, gì thế này? Vâng. Như vậy là một anh chàng thợ điện ăn mặc nhìn trông rất là toanh toang, nhưng mà tặng em gái rồi tặng một bó hoa toàn tiền luôn. Hát làm vợ anh nhé. Yeah. Ui rồi em, tay em dí dí, tay em muốn cầm thôi. Liệu em có đồng ý không? Nào, như vậy cùng xem. Tôi là tôi nhìn cái bó này là cũng rất là nhiều tiền đấy. Chỗ kia là phải đến tầm 30 tờ 500 với 30 tờ 200. Nhưng tính ra là ngằng như vậy là phải hơn 20 triệu. Nhiều tiền thế. Rồi ngon lành nghe chưa. Wow. Đấy, ông nào mà muốn tỏ tình thành công thì đấy, cứ bó hoa mấy chục cổ là tặng cho em nó là em nó sẽ đồng ý ngay nha. Bạn nào ủng hộ những video mới thì đừng quên click vào đây xem, cũng như đăng ký kênh để ủng hộ nha. Kênh Tô Tin Tức. Xin chào.